Thân chào quý vị, một tuần qua mau quá Wow, sáng nay ngủ dậy trời quá đẹp Buổi sáng nhìn ra sân, ánh nắng phủ xa gần Cỏ hoa xưa còn đượm, vàng vật đẹp vô ngừng Nằm lơ mơ trên giường bận nghe chim hót Buổi sáng nghe chim hót như mời mọc đón chào Một bình minh tươi mát, đầy sức sống dạt dào Wow, mình ngủ dậy, mình còn sống hả mình còn khỏe hả ok yeah. mm. cao đầu máu chạy lên não tốt quá số mặt à, 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 à. Tốt. Mm, mm, mm. bấm huyệt mắt mm. sáng quá sáng quá <laughs> ok đánh răng nhanh mm. răng mạnh quá mm. sợ máu chạy lên não máu chạy lên não máu chạy lên não máu chạy lên não Mm, khỏe quá khỏe quá, cong mm, vai cong vai, stretch, xo mm, 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 mm. so ngực, xo mm, so hai đầu gối, mm. rồi hít vào tâm phẳng lặng, thở ra miệng miếng cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời, rồi từ từ mình bước chân xuống giường. Nhớ cái giường á, đừng có cao quá mà đừng thấp quá, vừa phải bước chân là đụng giường liền. Cao quá thì là nhiều khi vón nó té, thấp quá đứng lên không nổi, vừa phải thôi. Ok. Xong. Từ từ ra cái đánh răng nó mặt, nhìn trong gương. Cười. cười. Wow, một ngày mới đẹp quá. Cảm ơn trời, cảm ơn Phật cho mình thấy được này, mình nghe được này, mình đi được này, mình mặc áo được. Quý vị biết không? mình những cái này mình làm hàng ngày á tưởng là thường nhưng tới khi bệnh rồi mới thấy là quý mặc áo được không có đau vai quý lắm nhìn thấy được rất quý nghe chim hót rất quý nói được rất là quý đi đứng được phải quý vị nhớ đến khi bệnh mới biết là những cái sức khỏe là quý tại sao mình không biết quý ngay bây giờ lo săn sóc sức khỏe lo khám định kỳ lo ăn uống đầy đủ ăn chất bổ uống nước nhiều tránh những cái hút thuốc tránh những cái hại ok rồi như thế đấy trong cuộc đời này đó nhiều gì vậy mình thấy những cái tin tức rất là xấu đập báo nghe radio thường thường á những cái tin tức đó, nó đưa lên là tin xấu hết thì kích thích sự hiếu kỳ của độc giả và khán giả chứ còn tin tốt đó, họ ít khi mà y, y nghe lắm. cũng như thế này nè trong cái khen đó, thì rất ít mà chê rất nhiều ok mà khen đó, ít khi mà ai khen vậy ờ oh. thì thế nhưng mà bây giờ thành thử hôm nay tôi sẽ <laughs> ráng tìm một những cái tin mà sẽ vui chia sẻ với gì cho vui ok ngày hôm qua có một cụ đó chín chín mươi hai tuổi lâu này tôi không thấy đi khám, lo lắm. nhưng mà mình kêu nhà thì số điện thoại không ai bắt hết. Thì bữa nay thấy bà tới khám. Ồ, khỏe, bà cũng khỏe. Chỉ có là mất ngủ thôi. Ừ, sao lâu nay bà không đi khám vậy? Bác sĩ ơi, bữa đứa con tôi á nó đổi đi làm xa hết rồi. Ok. Mà tôi thì không muốn đi theo kệ thành có cái bà hồi trước láng giềng ấy. bà cho tôi về ở mà ô vậy bác thác bác lãnh già là trả bao nhiêu không bà không lấy tiền để ăn có lấy không không luôn bà chợ đi. tôi nghe nói lâu là chưa đi khám bác chở bà chở tôi đi khám bác sĩ wow người nào mà tốt vậy ngay hồi bà cụ ở với con cái đây trước khi nó dọn đi nó mấy người con nó bận quá con bận làm việc quá con chở mẹ đi không được trong khi đó bà mẹ mà oh, cũng may là bà này cũng bệnh nhiều nhưng mà phải lâu lâu phải đưa bà cụ đi xét cấp chứ thì tôi thấy cái bà này cái bà hàng xóm bà mà cho bà này ở tốt cho ở rồi mà không lấy tiền còn chở đi không bệnh nữa quá tốt tại sao khi tôi khám xong thì bữa nay cho thuốc ngủ nhưng mà thấy bữa nay máu hơi cao tí tôi nói bữa nay bác phải uống thuốc máu cao một tí nha như vậy mỗi 3 tháng bác phải đi xét lại nha cái tôi mới nói để tôi gặp cái bà mà cho bà ở bác ở ra thì một cái bà này cũng sáu mấy tuổi thôi bà này làm ăn rất là thành công chắc <laughs> có có nhiều tiệm làm dealer xe cũ ô tôi nói, ô chị tốt quá cảm ơn chị nha chị nhớ là dắt cho bác một tháng đi ba bốn tháng đi lần nha cái bà đó này nói ồ oh, cảm bác sĩ bác sĩ tốt quá bác sĩ dắt bà ra tầng xe vì bà đang buồn ngồi đợi ngồi xe ok cứ vị thấy con cái mà còn không lo được trong khi những người người như là không quen biết chỉ biết cái bà này thấy tội nghiệp cho về nhà ở mà cái này rất là hay việc không cho về nhà những người một chín mấy tuổi ở rất là tốt nhưng mà lỡ người ta bệnh hoạn rồi sao nhiều khi mình cũng mệt chứ hả à. thành đó, cái chuyện đó tôi thấy đây là một câu chuyện mà tôi thấy tôi muốn kể quý vị thấy trong cuộc đời này á, cũng có nhiều người rất là tốt ok những tấm lòng vàng nhiều người không biết thôi nhưng bữa nay tôi chia sẻ về cái tấm lòng vàng này rồi cách đây hai ngày cô y tá phòng mặt tôi đó cô đi supermarket Quý nói, trời bây giờ nó còn nóng Pomona một trăm lấy mấy độ Thì cô thấy một người homeless ngồi ở trước chợ Nóng quá Thì cô người ta, tôi, cô nhân viên của tôi thấy tội quá nói, Xin lỗi tôi có thể biểu anh một cái ly nước giải khác được không Cái người homeless nói Cảm ơn bà, cảm ơn cô Dạ, yeah cái cô này mới lấy năm đồng năm đồng đưa cho cái anh homeless rồi nói thôi tôi đi mua nước uống đi nha trời nóng quá anh mua nước uống cho nó khỏe nha thì cô vô cô đi siêu thị mua đồ đi mua đồ như vậy tự nhiên cô thấy cái anh homeless chạy tới cô 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 miss 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 This is your $200. Cái cô nhân viên tôi nói, Why? Why am I doing that cái, cái người kia, ông này khắp. Cô này thấy ngạc nhiên quá, tại sao ông này không khóc? Cái đời tôi, chưa bao giờ tôi có một số tiền lớn như vậy. Cái cô nói, sao vậy? Cô cho tôi 5 đồng, mà tôi đâu uống nước, tôi mua vé số cạo. Tôi cạo ra, tôi trúng 1 ngàn đô la. Số tiền này đời trong đời tôi chưa có Tôi mừng quá Ông khóc Thôi để tôi biếu lại Cô 200 công của tôi để cho tôi 5 đồng Cô liền thấy vậy Cảm động quá khóc luôn Nói không không Cái này là do luck Cái này là sự may mắn của anh Anh giữ 200 Mà còn xài khúc khác Còn cảm ơn anh đã cho tôi Cứ thấy một tấm lòng vàng Thường Từ thường cho người ta một cái đồng thôi cô này có cho 5 đồng là vì có thấy một ly nước mà còn phải, phải <laughs> mấy chứ còn một đồng hai đồng mua đâu có được thấy không mà cái anh này cũng hơi ẩu thay vì mua nước để khác anh lại mua với số cạo mà không ngờ trúng một ngàn đô la anh mừng quá anh khóc và cái hay nữa đó một ngàn đô la lớn như vậy người homeless lại dám lấy hai trăm đô la biếu lại cô này mà cô này ở trong trường cô đi anh phải chạy đi kiếm có, anh là, có thể thấy không thành ở đời đó có nhiều tấm lòng vàng mà rất là cuộc đời đây rất là đẹp It's a beautiful world à, thành mình nhớ rất là tốt cứ để thấy thành đó, tôi thấy có những cái chuyện rất là hay rồi bệnh nhân của tôi tôi thấy thấy có những con cái bận quá, con bận quá, con đi làm, con không suy nghĩ được. Ô, oh, thôi mẹ, mẹ cứ lấy thuốc cũ uống được rồi, ok. Mà nhiều khi hết thuốc rồi, ô oh, cha không biết tại sao để nhiều khi hết thuốc không uống luôn, máu cao mà không uống. Nhưng mà có những người, đôi khi tôi có những cái người hàng xóm, khi nào họ đi bệnh rồi chứ bác ơi. Tôi đi khám bác sĩ đây để chở bác đi theo. Những cảnh rất là đẹp. Tới nơi đưa bác vô khám, đẩy xe lăn vô, đưa vô, đem về nhà. Nhiều khi ông nói, bác sĩ ơi, nhiều khi thấy đi về đói quá, tôi mời bà cụ đi ăn luôn. Thì, mà nhiều khi cái bác này cũng hay, ông nói, tôi có tiền già, để tôi đãi cô Cô nói không không Coi như là con là con cháu trong nhà Để con trả Được bác nói Ôi đưa tiền xăng cho cô Bây giờ xăng mắc quá Cái cô nói, nói không không Cái này là bác đừng có lo Đây là con cháu tôi thấy trong cuộc đời này Có những cái người Những cái câu chuyện làm cho mình cảm động Nhưng mà có những câu chuyện Cũng làm mình bực mình có Thì tôi thấy có những tấm lòng rất là tốt và <laughs> trong những cái mà hoàn cảnh khó khăn đó họ vẫn giúp đỡ lẫn nhau người kia hàng xóm đâu có tiền xăng bây giờ mắc người ta được tiền không lấy người hôm lát trúng một ngàn đâu cần phải là đưa cho cái cô nhân viên tôi 200 đâu mà 200 là rất là lớn mình, thấy không mà dám chạy đi kiếm cô này đưa 200 và cô này cũng hay cái đó là cũng hay tiền 5 đô la của mình cho người ta mua trúng một tầng mình 200 mà người ta lấy 800 đấu sao đâu cô cũng nói không cái này là do luck thành cuộc đời này vẫn có những tấm lòng vàng và có những chuyện đẹp thành is a wonderful world ok tới đây chúng tôi xin ngừng ở đây để những cơ sở thương mại quảng cáo xin quý vị đừng rời lần sắm và chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát trong phần 2 sống đời vui khỏe